còn thấy người đồng đội của mình là bị chiến trường, bị đạn bom đạn tử đô nặng hơn nữa, mà cậu thấy cậu còn khỏe hơn thì cậu mới dùng cái tay của mình là đẩy người, kéo người bạn mình lên khỏi mặt nước, rồi sẽ bị nghẹt mũi máu rồi nó ra, đúng không? Không đợi tới mấy ông thầy bói Minh Nguyệt hay Khánh Sơn mới đông biết tuổi văn hưởng tôi là tuổi ăn mày rất bị. Chớ thử hồi cha sanh mẹ đẻ là tôi đã biết cuộc đời tôi sao nó sẽ khổ vô cùng. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của cậu Chính, người mà ông Tư nhặt ve chai thường hay nhắc về cậu. Đó là cậu rất là yêu thương ông Tư những khoảng thời gian mà ông Tư còn sống ở Cà Mau. Thì trong khi đó Bùi Hồ có chia sẻ cái đoạn clip về cậu Chính, thì cô bác quý anh chị nói là cái tiếng đàn của cậu Chính quá là tuyệt vời. Và lúc trước á, thì Bùi Hồ đăng là tiếng đàn của cậu là tiếng đàn guitar. Ngày hôm nay á, thì cậu có mời được một người bạn đã cùng đồng hành với mình trên chiến trường, cũng như là đã từng sau khi chiến tranh qua đi á, thì cậu với lại cậu Bảy cũng có mặt tại đây để mà tặng cho cô bác quý anh chị những bài bản giọng cổ đậm chất miền Tây. Chắc có lẽ là mình sẽ chia sẻ về cái cuộc đời của cậu Bảy một tí xíu. Cậu Chính á, thì đi chiến trường thì lại phải mất cái hai cái chân, thì từ đó cậu gắn bó với lại cái sự nghiệp cầm ca này luôn. Còn cậu Bảy á, thì lúc mà đi chiến trường cam hồi năm mấy hả cậu Bảy? Cậu đi từ năm 68, rồi năm 71, 72 cậu bị thương. Dạ. Cậu bị thương tàn phế, bị thương nhiều trong cơ thể. Dạ. Như đứt ruột, rồi não. Đứt ruột luôn hả cậu? Ruột, rồi não. Mình từ năm mấy mình ở chiến trường cam. À, rồi mà vậy là cái ngón tay của cậu nè, là lúc đó là bị bắn hay là bị mềm? Miễn văng hả? Miễn pháo. Dạ, miễn pháo. Miễn pháo gọc hả? Gọc mình cầm ốp che tay nè, cầm ốp súng che tay nè, bọng súng mình bắn nó gọc. À, có nghĩa là miễn của pháo nó văng lên, nó gọc nguyên cái đường ngón tay này luôn hả? Rồi lúc đó là cậu bất tỉnh rồi luôn. Bất tỉnh là từ khoảng 11 giờ trưa đó. Đánh bắn máy bay là khoảng 11 giờ trưa, rồi cho pháo nó dập suốt, máy bay bắn dập suốt, có hai người mà tàn phế hết luôn, nằm tại chỗ luôn, mà bắn cho tới 11 giờ đêm, gần 12 giờ mới đơn vị mới tìm lấy thay được. Là người kia còn sống không? Đồng đội vẫn còn sống luôn, nhưng mà cũng bị thương nặng hơn chú lúc đó, là vết thương đó, vết thương hy sinh, bởi vì là nó xuống từ nách này, nó cổ lên đây, nó xuyên qua cổ tim, bị nghẹt. Nhưng sơ thời mai lúc đó chú còn tỉnh, chú liệt còn thân bên trái rung rẩy bên phải hết, nhưng mà chú nắm ổng rớt xuống cái hầm chữ Z đó, ổng nước ngập, mình dựng nghiêng cái đầu thì mới thở được, dựng đứng cái đầu là ngập nước, lúc đó ngập nước chú mới nắm được cái đầu ổng, chú đẩy đại lên hầm vậy ha, bây giờ là để dưới nước cũng chết, mà chú biết chú phải mê, rồi chú đẩy ổng lên hầm, rốt cuộc ổng tỉnh hơn chú. Chú vô viện có mấy ngày ổng về, chú nằm tới 8 tháng mấy rồi nằm thúi bên lưng luôn, bởi vì lúc đó chú bị liệt mà còn thân bên trái. Sau khi rồi nhà nước về dùng nước ăn dưỡng rồi chú về luôn, về địa phương luôn. Vậy là thúi cái lưng bên trái của cậu Bảy luôn. Mà lúc đó là cậu Bảy không có kéo cái người bạn của cậu Bảy lên thì người đó sẽ chết. Hy sinh, người đó không kéo là hy sinh liền. Hy sinh liền. Ngập nước chết chú vuốt. Lúc đó tưởng là hy sinh rồi không à, bởi vì vuốt là bọt mũi nó đóng cứng ngắc hết trơn trời rồi. Vuốt đại rồi đẩy đại lên miệng hầm thôi, đẩy đại rồi ngay cái kiểu thở phổi đó, đẩy nước lên rồi nè. Mà sao không sống lại? Có nghĩa là trong giữa giây phút sinh tử á, thì cậu còn thấy người đồng đội của mình là bị chiến trường,
bị đạn bơm đạn tưởng đâu nặng hơn nữa, mà cậu thấy cậu còn khỏe hơn thì cậu mới dùng cái tay của mình là đẩy người, kéo người bạn mình lên khỏi mặt nước, rồi sẽ bị nghẹt mũi máu rồi nó ra đúng không? Bọt nó đóng cứng cái dịch, bọt mặn nó đóng cứng cái chân, mình vuốt gì nè mà mô miễn mô sinh dần chứ, người tưởng hy sinh không à. Lúc đó là mình đâu còn cứu được đâu, mình chỉ có khả năng là đẩy lên đó là rồi đó, khả năng của mình tới đó là hết rồi đó. Thì bắt đầu là sau mà một hồi ông tỉnh lại, ông tỉnh lại thì chú bắt đầu chú mê, ông cũng gịch kéo chú Đại lên luôn, gịch kéo lên hầm hai thằng rồi nằm đó, rồi bắt đầu hai thằng nằm mê man, rồi mặt tình pháo nó bắn, nó làm gì làm, rồi lúc đó tràm dữ lắm, pháo nó bắn tràm ngã đè chồng chồng lên biết rồi, nó cũng như là nó che cho mình luôn. Trong tô pháo nó bắn là 6 khẩu pháo bà thầy Nông Cạn Thới Bình là 6 khẩu 55, ở ngoài biển 2 khẩu của 50, còn ngoài khiển biển 2 khẩu bắn vô nữa là 8 khẩu 55 pháo, 55 biển mấy. Vậy là lúc đó vòng vòng bên cậu là có nhiều đồng đội hy sinh không? Không, không có, chỉ có một cái trận đánh này là cái trận Tống Càn. Có ba người trực mũi à. Trong lúc mà chiếc tiểu ghi sở nó dục cái khói màu cách công sự có khoảng hai mấy thước. Thì cái thằng Đông con đồng chí nó mới chết năm rồi. Lúc đó là ba người trực mũi mà là nó bỏ đơn vị nó chạy, bỏ đồng đội lại. Thì còn hai người đánh bắn máy bay bỏ lên chạy dạy cậu có hai người. Giữa giây phút vậy là cậu là phải nói là chết khoảng 7 nhưng sống chỉ còn có 2-3 thôi. Hai thằng người nào cũng sống còn 2-3 thôi. Nhưng mà lúc bị thương thì cậu có nghĩ rằng là mình sẽ sống không? Không biết, lúc không còn bị gì, cắm cái đinh trên đầu mà nó dựng xuyên cho nó không phải dựng đứng. Có cái đinh trên đầu luôn hả? Cái đinh trên đầu luôn, cái pháo đinh đó, pháo rocket của bằng vỏ lãi đó. Cái đinh nó còn nằm trong bụng phá ruột một cây, còn miếng biển thì nó quăng vô đây. Cái đầu thì bị trúng thần kinh trung ương đó, gọi là bác sĩ chống tới gọi là thần kinh trung ương đó. Coi như là gần đi luôn rồi. Gần đi luôn rồi mà rung dữ lắm, rung dọc bên đây nó còn ấy nhưng mà rung bay bảy bên đây nó liệt còn. Lúc đó là cậu bao nhiêu tuổi cậu vậy? Cái cậu đi hồi 18 qua 20 19 thì ở rừng nước. Rồi năm 72 biển mốt bị thương một năm 72 rồi năm đó là cậu 21 tuổi 21 hoặc 22 quên không biết. 21 22 tuổi. Bây giờ cậu có vợ con gì không? Có. Không có con, có vợ không có con. Cậu có vợ là bao nhiêu năm rồi? Lúc đó cậu có vợ năm bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Tới giờ luôn. Giờ hai cậu với lại mợ là sống từ đó ở đây tới giờ. Mợ làm cái công việc gì? Mợ thì cũng người phục vụ thương binh vậy thôi. Lãnh lương mà sao? Có lãnh lương luôn, rồi lương người phục vụ thương binh, nội trợ vậy. Sau khi là vậy là cậu với lại mợ là sống cũng nhờ vào đồng lương giống như cậu chính đó. Tránh là vậy. Sống qua ngày cho đồng lương. Do cái cuộc sống mưu sinh mà cậu phải chọn với lại cái nghề cầm ca này hay là gì? Cậu đam mê? Cậu đam mê, cậu biết cầm đàn hồi 12 tuổi mấy, gần 13 tuổi là cầm đàn ngồi đàn đơn đám với người lớn rồi đó. Cầm cái đàn là cái mắc kẹt cái càm gì nè, hồi đó hồi biết đàn. Rồi cậu bị thương mấy năm đâu có đờn được đâu. Bị da non không à, bàn tay da non không đâu đờn được. Rồi lúc cậu về công tác ở Đầm Dơi á, cậu có anh Sáu Thoàn đó, anh có cái đờn guitar thì cậu cũng bấm bẩy riết. Rồi cái cậu tập cái giường hình như cậu đờn được. Rồi sau khi về địa phương thì cậu mới tập cho nó chai cho nó có da là bấm được. Thời đó bấm vô đâu có nổi mà đây là đầu thần kinh nè, bấm mà đụng đây là nó nhảy ra hên. Rồi bây giờ cái chỗ này là bấm đụng đây là nó nhảy ra hên, có đầu thần kinh đây nè. Đầu thần kinh ngay chỗ này nè. Đây nè, đầu thần kinh đây nó láng nè, bấm. Lúc đầu mới về có bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ không có đàn được nữa không? Phải nghĩ chứ, đâu khi nghĩ nào, khi nào mình nghĩ là mình đàn được đâu. Mình nghĩ còn có như là sao đàn. Nhưng mà đề bại vì cái gốc của mình đã biết, mình biết nhạc hồi đó rồi.
cho nên là mình lần mình cứ bấm theo cái đường cũ của mình đó, rồi mình tập ngón, tập để cho nó bớt đau từ từ rồi biết rồi nó mới chai được. Rồi ngón này là ngón chánh. Rồi sau này cậu có đi đàn được, có thu nhập ra vô rồi nhiều không? Cậu thu nhập có thể nhiều hơn Cường. Này cậu làm nghề lúc mà đơn ca tài tử còn nổi, nó là cậu đi suốt luôn, cậu đi dữ lắm rồi. Người ta kêu cậu dữ lắm. Không đơn ca nên chị. Mà cậu ca là xuất sắc hơn, cậu đi ca là nhiều. Cậu ca luôn được nữa hả? Cậu ca nổi tiếng lắm á. Dạ. Tí xíu nó vừa đàn vừa ca luôn được không? Tí xíu nữa đây, bây giờ con tâm sự tí xíu nữa ha. Thì thật ra con biết được rằng có những chữ trong cây đàn guitar phím lỗm á, không phải muốn đàn là đàn. Những người mà đôi tay lành lặn như tụi con nè, như Đạt cũng đã từng học biết đó, chỉ cần khải cái phím thôi là nó đã khó rồi. Và những cái ngón tay lành lặn như tụi con á, mà muốn bấm vô ra cái chữ sang cái chỗ chữ này đi thì sẽ ấn thật sâu và phải có một cái độ rung nhất định. Đúng. Thì nó mới ra chữ sen, hoặc là nó không ra thì nó ra chữ sén, chữ sàn vậy đó. Đâu cơ, chờ cậu nhắn chữ sen cho con coi với. Đặt tại vì con lúc trước cũng có tìm hiểu sơ sơ về cây đàn thì con biết, nhưng mà con không có biết đàn. Dạ, nói chung là cũng vì một cái nghị lực cuộc sống mưu sinh mà cậu phải gắn bó với nghề này. Cậu ca được nè, đàn được thì chắc có lẽ là cậu cũng có sở sáng tác được mà đúng không? Cậu sáng tác, cậu đi ca, cậu thi, cậu sáng tác bài ca mà cậu thi toàn là dung cổ. Dạ. Cậu sáng tác có một bài ca con nói cái gì quên mẹ, bài ca bác cậu sáng tác nhiều lắm. Dạ. Cậu sáng tác, cậu ca đạt giải. Nó ở đây cái gọi là chủ cậu là quay ba cái giấy chứng nhận với khen tài tử rồi đó. Dạ. Của sở văn hóa của tỉnh chứng nhận nó không nhiều. Thi nó lâu chưa cậu bạn? Hả? Thi lâu chưa? Hồ sơ trào đơn ca tài tử đang nổi đó. Lúc mà còn năm khoảng năm trước năm 2000 về trước á. Cái là thời điểm mà gần UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể đó. Dạ, UNESCO công nhận đơn ca tài tử là di tài sản văn hóa phi vật thể của miền Tây, của Việt Nam, của thế giới luôn. Chắc có lẽ là con chia sẻ với lại cô bác của anh chị về cậu chính. Cậu chính thì cũng là thương binh 1/4 luôn, cũng giống như cậu 7 á. Nhưng mà cậu chính thì ôm cây đàn sến. Thật ra thì mọi người, cô bác của anh chị á, cậu chính thích cậu chính lắm. Thích nghe cậu chính đờn rất hay. Mà người ta đâu có biết là cái cây đàn này là mới là gọi là cây đàn tủ của cậu chính. Dạ, cây đàn tủ. Hôm nay thì chắc là nhờ hai cậu tặng cho những con những bài mà mấy cậu cảm thấy là mùi nhất trong bài Bạn Trong Cổ á. Sẽ gửi cho cô bác của anh chị nghe luôn. Và chắc có lẽ là đây á, thì tụi con là những thế hệ mà hậu bối sinh sau đẻ muộn mà, thì được sống trong cái thời mà không còn loạn lạc, không còn chiến tranh nữa, thì được may mắn hơn nhiều so với hai cậu đã từng nằm cầm súng và thậm chí là thấy đồng đội của mình hy sinh á. Đối diện những giây phút mà sinh tử phải nói là nó ghê gớm, thì cũng cảm ơn các cậu rất là nhiều ha. Thì không có nhiều nữa, chắc mời hai cậu quá. Còn mời cậu 7 với cậu 9. Cậu 7 với cậu 9 thì giới thiệu luôn đấy. Bây giờ đàn cái đó hai hoặc giả là đàn Liên Nam. Cái nào muốn thích cái nào? Mà nghe cái đó đi. Đàn gì là cậu? Đàn cái đó đây con không biết gì. 6 câu Dân Tiên Tường và 3 câu Thế Sản. Dạ. Tường lúc dừng. Cô bác anh chị cùng lắng nghe, có ai yêu cầu thì nhớ về Tắc Văn ha. Sự thì khởi đầu nan mà trong khi đàn nó bị trục trặc rồi nè. Cậu 7 con tặng cho chú cho dầu này, cô một cái chú Kevin ở Mỹ tặng Nguyễn lắm vậy.
nhà ngoài này chứ đâu. Dạ. Cái dầu nó sức tốt. Đang chơi đợn cá được. Tôi nói mùi ha, chứ viết câu 2 nó đâu có mùi. 1, 2, 6.
sao hả? Cũng được. Ừ. Nó có dứt chứ, dứt câu 2 nó không mùi không? Ba gì cậu? Bằng đó, bây giờ mình... Thật ra thì... trước đây tuổi trẻ thì chúng ta những bài ca trữ tình là nhiều. Nhưng sau khi là tôi nghe giọng ca của Văn Hương thì ái mộ quá. Cho nên từ lúc tôi ái mộ Văn Hương thì tôi theo dõi giọng ca của Văn Hương. Thì từ đó đến giờ là tôi đã trở thành là Văn Hương không biết đời thứ mấy. Mời quý vị xem, nghe qua thì có chia sẻ góp ý gì. Rất cảm ơn. Sơn mới đông biết tuổi Văn Hương, tôi là tuổi ăn mày xích bì. Chớ thử hồi cha sanh mẹ đẻ là tôi đã biết cuộc đời tôi sao nó sẽ khổ vô cùng. Thank you.
nói thiệt điệu thánh hiền thì phú quý do thiên, còn nói theo sách tử vi thì mỗi người sanh ra trên đời này đều hình như là dân thường là mới mất hồi năm rồi. Mất hả? Dạ mất rồi. Không này. Con nhớ có làm hay không thì lúc đó bạn của con có lên thăm dân thường. Dạ. Dân thường với Dương Linh. Ờ. Thì cũng mới mất đây ở Sài Gòn. Dạ. Dạ. Nhưng mà sao mà cậu Bảy nháy dân thường hay vậy? Dây mà hơi cao mà gọi là nghe giống luôn á. À, nghe hơi cao, hơi thấp chừng một đông nữa ca mới giống nhiều. Có bốn vợ mà hát bằng bốn con vợ hay á. Nhiều cái lắm, nhiều bài dữ lắm. Dạ. Dân Hương có bài số đề nữa đúng không cậu Bảy? Có. Dạ, có bài Dân Hương thì nhiều dữ lắm à. Nhiều lắm à. Nhiều bài lắm. Chắc chú hồi đó có bài, chú cũng sáng tác bài Cảnh Khổ Số Đề, Lần Tèo với Bình Cường Ngày Đơn. Câu ca đám người ta mê dữ lắm, mà lâu quá rồi không có ca bởi vì mình hơi chậm tự ái mấy người đánh số. Có gì đâu, mấy người có lời khuyên chứ. Nên cuối cùng thì có lời khuyên. Dạ. Thôi thì hôm nay cũng hổ duyên gặp cậu Bảy với cậu Chín ở đây, chắc vài ngày nữa cũng ở đây luôn á. Tính mai đi về rồi. Con về trển cái chắc xuống lại. Tại vì con có ông chú Phước cũng rất là thích đàn ca như thế này, gặp là mê lắm. Cảm ơn cậu Bảy, cậu Chín nhiều luôn. Thì cậu cũng thay mặt cho Chính Cường. Yeah. Thật sự đây là một cái dịp mai hiếm có. Yeah. Dịp mai hiếm có. Chú hình ảnh của chú với chú Cường được bà con ở khắp nơi ta live stream, ta nghe, ta biết về hoàn cảnh của hai thằng thương binh đó. Yeah. Và có dịp để tiếp cận với khán giả đó là lần thứ dịp rất may, rồi chú với chú Cường cũng thay mặt ở đây. Nhưng mà cảm ơn hai cháu. Thời gian gần đây á thì còn đáng tiếc cái này hơi muộn ha, phải vài năm trước nữa đỡ quá. Gần đây thì cậu còn thường đi đàn đám không? Không, lâu dữ rồi. Cậu còn Cường không có lai gai đi đàn đám ma không chứ cậu không, cậu là cậu về đám ma cậu đâu có đàn. Ngưng luôn hả cậu? Cậu có chỉ đàn ra tài tử chứ. Nhưng mà nhiều người lắm, tại sao cậu chọn nhái cái giọng dân thường? Thì tại sao mà hồi đó đó cậu có thuộc một bài đầu tiên cậu ca thử, cái mấy người đó người ta nói trời ơi sao mày không tập ca dân hường, mày ca giống dân hường quá trời. Dạ. Rồi cái bài Ánh Sáng Đô Thành rồi đó, cậu thuộc cái bài Ánh Sáng Đô Thành nó nghe nó cũng phê lắm. Dạ. Nó nhạc nhiều lắm, nghe đã mà văn nó dài dữ lắm, ca rồi nói dữ lộn. Gặp cậu rồi bữa nay khi nào mới gặp lại? Nếu có điều kiện gặp lại, còn có duyên thì còn gặp lại mà. Cả nhà ca này có duyên lắm, ca này chỉ sáng tác rồi rất léo. Dạ rồi, con cảm ơn cậu Chín với cậu Bảy nhiều. Hả? Chúc cậu Chín cậu Bảy sức khỏe. Mai mốt mà nước ngoài người ta có yêu cầu thì cậu Chín hát theo dung dân hường trước tiếp. Dạ rồi, cảm ơn cậu Bảy. Dạ.